Hôm qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hậu Giang tổ chức tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho toàn thể cán bộ, nhân viên của đơn vị. Đây là những trường hợp đầu tiên tại Hậu Giang được tiêm mũi 3 vì là tuyến đầu chống dịch. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trực tiếp chỉ đạo tại điểm tiêm. Có 97 cán bộ nhân viên của CDC Hậu Giang được tiêm đợt này. Đây là lực lượng tuyến đầu chống dịch hoặc làm nhiệm vụ ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao và hoàn thành tiêm mũi thứ hai đủ thời gian. Tất cả các bước tiêm được đảm bảo an toàn theo quy định của Bộ Y tế. Việc tiêm mũi 3 giúp tăng cường miễn dịch, tăng khả năng phòng bệnh. Theo chỉ đạo mới nhất của Bộ Y tế, mũi 3 có thể được tiêm sau 4 tháng sau khi tiêm mũi 2 thay vì 6 tháng như trước đây. CDC Hậu Giang đề nghị các huyện lập danh sách nhóm ưu tiên tham gia tuyến đầu chống dịch để phân bổ vaccine tiêm mũi 3 cho lực lượng này. Việc tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 được Đồng Nai thực hiện từ cuối tháng 11. Đến thời điểm này, hơn 90.000 người trên địa bàn tỉnh được tiêm mũi tăng cường. Những trường hợp tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19, ngoài nhân viên y tế, công an, quân đội, phóng viên, còn có nhiều người từ 50 tuổi trở lên tiêm đủ liều cơ bản, nhưng có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng, như người cấy ghép tạng, ung thư, nhiễm HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch. Sau tiêm mũi 3, Đồng Nai chưa ghi nhận trường hợp phản ứng nặng. Hơn một tuần qua, số ca mắc ở Đồng Nai không tăng so với trước, nhưng số người tử vong vì COVID-19 lại tăng cao. Hầu hết trường hợp tử vong là người lớn tuổi, mắc bệnh nền. Trước tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh có chiều hướng tăng, số F0 đang cách ly tại nhà ở mức tương đối cao. Bắt đầu từ hôm qua, thành phố triển khai tiêm mũi vaccine bổ sung cho người nguy cơ cao và mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Theo dự kiến, đến giữa năm sau, thành phố Hồ Chí Minh cần hơn 6.300.000 liều vaccine để tiêm liều bổ sung hoặc nhắc lại cho người dân. Do hôm qua thì nhiều người tới điểm tiêm vaccine COVID-19 ở trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh để tiêm mũi 3. Hầu hết là những người đến tiêm thuộc lực lượng tuyến đầu chống dịch như bác sĩ, công an, quân sự. Mặc dù vừa phải trực đêm, nhưng khi nhận được thông tin về việc tiêm vaccine mũi 3, bác sĩ Nguyễn Lê Hưng đang công tác tại bệnh viện quận Gò Vấp vẫn đăng ký rồi đi tiêm mũi 3 vaccine COVID-19. Cái mũi 3 này thì tiêm là mới báo hồi sáng này luôn, thì sau khi em làm xong sáng ca đêm qua thì ngủ được tí em đi tiêm luôn. Em đã tiêm mũi 1, mũi 2 cũng tiêm thuốc AstraZeneca rồi, thì cái phản ứng cái mũi 1 em chỉ sốt nhẹ thôi. Còn mũi 2 thì không có vấn đề gì cả, cho nên em nghĩ mũi 3 khi nhắc lại miễn dịch thì nó cũng không có vấn đề hết. Cũng như nhiều đồng nghiệp, bác sĩ Nguyễn Lê Hưng cho biết mình cảm thấy an tâm hơn trong công việc khi được tiêm tăng cường mũi 3. Dù là bệnh viện không còn tiếp nhận bệnh nhân F0 nhưng mà vẫn phải tiếp nhận bệnh nhân tới khám ban đầu, thì vẫn có những trường hợp F0 không khai báo và người ta cũng không biết mình nhiễm. Thì ngoài cái chuyện mà mặc đồ bảo hộ ra thì mình cái vấn đề tiêm vaccine để bảo vệ mình ở mức độ miễn dịch nó vẫn là cái là mình yên tâm hơn. Tại điểm tiêm này có 5 bàn tiêm do Trung tâm Y tế quận Gò Vấp đảm nhiệm. Trong ngày hôm qua có khoảng 2.000 người được tiêm vaccine COVID-19 mũi 3. Sắp tới, quận Gò Vấp cũng bố trí một điểm tiêm nữa ở khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng. Tại đây sẽ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, có tình trạng suy giảm miễn dịch.